Mỹ Nhật xin chào quý vị khán giả. Hôm nay đã là ngày 27 Tết rồi, là thời điểm để chúng ta chuẩn bị bánh mứt và những vật phẩm khác để dâng cúng tổ tiên trong những ngày đầu năm. Vậy thì không biết ngày hôm nay, không gian bếp của Vui Sống Mỗi Ngày sẽ mang đến món gì đây? Chúng ta sẽ cùng gặp đầu bếp Hiền Minh để nghe chia sẻ nhé. Chào chị Minh. Chào Mỹ Nhật. Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Như Mỹ Nhật cũng vừa giới thiệu đó, thì không biết ngày hôm nay chị sẽ mang đến cái món gì cho quý vị khán giả? Ngày hôm nay thì chị sẽ chia sẻ cho Mỹ Nhật cùng với quý vị khán giả đó là món chè kho. Để làm cái món chè kho thì mình sẽ cần là 250g đậu xanh, 300g đường cát trắng, một ít mè và khoảng 50g dầu ăn. Để làm được cái món này thì thứ nhất là đậu xanh, em phải lựa là cái loại đậu xanh cho thiệt là ngon ha. Và mình ngâm cho nó khoảng thời gian là 4 giờ để cho cái hạt đậu xanh nó nở ra. Rồi bắt đầu mình sẽ đổ vào trong nước mình nấu nha. Và chị sẽ cho vào đây là một tí xíu muối ha. Cái món chè kho này thì bắt nguồn từ miền nào ở Việt Nam chị? Ở miền Bắc em, làng Lễ Độ. Thì ở nơi đó là cái nơi mà cái nôi của cái phần nấu chè kho này, hầu như là cái làng đó là nấu chè và cung cấp tất cả các nơi ở Hà Nội. Thường thì chè kho thì em sẽ thấy là cái món chè nó gần giống như chè đậu xanh đánh mà mình hay ăn, nhưng mà nó sẽ cái lượng đường nó ngọt hơn. Nồi chè thì em có thể nấu đặc hơn hay lỏng hơn tùy ý, nhưng mà khi mà em để lâu thì em nên nấu nó hơi lỏng một chút, tại vì mình để lâu nó sẽ mất nước, thì lúc đó cái chè của mình nó sẽ dẻo và ngon hơn. Còn nếu mà em nấu mà cái lúc mà thời điểm mình nấu này nó khô quá thì để vài ngày thì nó sẽ bị cứng, mình ăn sẽ hết ngon. Dạ. Không biết quý vị khán giả đang theo dõi thì có ai đã từng nấu món chè kho này chưa? Nếu có rồi thì chương trình này sẽ là một nhắc nhớ cho quý vị. Còn nếu chưa thì hãy theo dõi thật kỹ để nấu món chè kho trong dịp Tết năm nay nhé. Nhật ơi, cái nồi này nó sôi rồi nè em. Dạ. Đó. Em thấy không? Bây giờ thì bắt đầu chị sẽ hớt bớt những cái bọt á. Dạ. Ở trên cái nồi này ra. Rồi bây giờ thì khi mà nó sôi lên như vậy rồi thì bắt đầu mình sẽ giảm lửa nhỏ lại nha em. Dạ. Cho nó mềm cái đầu của mình ra. Nó phải nhuyễn luôn hả chị Hiền Minh? Đúng rồi. Đối với cái món chè của người miền Bắc ngày xưa thì là người ta sẽ không xay. Dạ. Mà người ta sẽ nấu cho đến khi nó nhừ ra. Rồi bắt đầu ta sẽ cho đường vào ta nấu. Ta cứ quậy cho đến khi cái hạt đậu nó mịn tan ra hết. Dạ. Thì cái nồi chè lúc đó nó mới ngon. Đã đạt được cái độ mịn của đậu xanh chưa chị? Nó đã chín cái hạt đậu rồi nè em. Dạ. Và nó nhừ ra rồi nè, em thấy không? Đó, khi tất cả cái hạt đậu nó phải thiệt là mềm hết thì lúc đó mình mới cho cái lượng đường này vô. Dạ. Đối với cái món chè kho truyền thống này á, dạ, thì em sẽ thấy là cái lượng đường ở trong này rất là nhiều, giống như lúc nãy chị chia sẻ với em á. Dạ. Thì mình sẽ để được lâu, nhưng mà em nấu cái lượng đường nó không đủ á. Dạ. Thì cái thời gian mình để bên ngoài vậy nó sẽ làm cho vữa ra và làm cho thiêu. Đường nó là một cái chất bảo quản rất là tốt đó em. Dạ. Ngoài cái món chè kho cho những ngày Tết thì còn những cái món gì khác chị Hiền Minh có thể gợi ý cho quý vị khán giả trong mùa Tết này được không? Vào mùa Tết thì nếu như ở khí hậu mà lạnh á, thì thường thì người ta sẽ có thêm cái món gọi là chè con ong, người ta cũng cúng vào dịp Tết nữa. Dạ. Thì cái món đó thì có gừng ở trong đó thì làm ấm cơ thể hơn. Như thấy nó mềm rồi đó chị. Đó em thấy không, mình khuấy nãy giờ nè, là cái hạt đậu của mình nó sẽ mịn từ từ ra. Em sẽ cho vào đây khoảng 50g dầu ăn. Ôi, cho dầu ăn vào làm chi chị Minh? Ngày xưa khi làm đối với món chè này nè thì thường người ta sẽ hay dùng là mỡ gà. Dạ. Người ta cho vô mỡ gà thì nó sẽ có một cái hương thơm riêng. Dạ. Thì khi cho vô nó sẽ làm cho cái nồi chè mình sẽ có một cái mùi đặc trưng rất là thơm. Mà Nhật thấy là cái dầu nó cũng làm cho cái đậu nó có phần bóng hơn, nó bóng mượt hơn và để nó lâu khô hơn nữa. Dạ. Khi khuấy cái này thì Mỹ Nhật nhớ một điều là nó khi mà bắt đầu nó đặc rồi á thì nó rất dễ bị phỏng. Dạ. Tại vì cái nó sôi nó sẽ thôi bục lên á, thì mình sẽ phải khuấy liên tục, nếu mà em ngưng là nó sẽ văng vào tay mình liền đó. Bây giờ em rang giúp giùm chị một ít mè nha. Cái này hả chị? Đúng rồi. Dạ. Khi nào thì mình mới biết được cái đậu xanh nó đã vừa rồi chị? Lát rồi em sẽ thấy là cái đậu nó sẽ trong hơn nha. Nó trong hơn và cái độ đặc nó sẽ đặc hơn nữa. Còn cái này nó vẫn còn loãng nè em. Dạ. Em thấy nó thơm mùi mè rồi. Thơm rồi đúng không? Dạ. Rồi vậy là nó vàng đủ rồi đó em. Dạ. Mình tắt bếp ha. Cái màu vô hình đẹp quá. Em thấy cái nồi chè nè, bây giờ bắt đầu nó đặc lại rồi nè, em thấy không? Dạ. Đó.
Đó là như vậy là em sẽ bỏ ra là vừa. Còn nếu mà em muốn ăn ngay thì em sẽ phải nấu lạt hơn và em đặt hơn một tí xíu nữa. Dạ. Rồi bây giờ như vậy là xong ha. Dạ. Rồi chị nhắc xuống. Sắp được ăn chè rồi. Một cái món chè kho mà được gọi là hoàn hảo thì nó phải như thế nào chị Minh? Thứ nhất là em sẽ phải thấy được là cái độ mịn của đậu. Dạ. Và nó phải trong cái phần chè của mình. Nếu mà em nấu mà nó không trong mà nó đục á, có nghĩa là em nấu cái lượng nước nó ít quá. Dạ. Thì nó khô nhanh nên là cái hạt đậu của mình nó chưa có kịp trong lại. Khi cho vào thì nó sẽ không có một cái mùi thơm gì riêng. Dạ. Nên là lúc đó chị sẽ cho vào đây một tí xíu vani ha. Còn nếu mà em nấu bằng mỡ gà thì em không cần cho nha. Dạ. Như vậy thì ai không ăn chay vẫn có thể thế dầu ăn bằng mỡ gà. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ chị sẽ múc ra nè. Nhìn chị Hiền Minh nấu thì khá là đơn giản, nó chỉ mất thời gian thôi. Nhưng mà không biết khi quý vị khán giả nấu chưa quen thì có cái bí quyết nào để mà làm cho cái món chè kho của mình nó thành công? Khi mình nấu thì một cái lưu ý là mình đừng có sốt ruột, mà mình phải để lửa nhỏ nấu từ từ. Chứ còn nếu mà mình sốt ruột mình để lửa lớn quá thì cái nồi chè mình nó không có đạt được một cái độ dẻo như mình mong muốn. Dạ. Rồi sau khi xong như vậy rồi thì bắt đầu chị sẽ rắc lên đây một ít mè. Nhìn lạ quá chị ha. Thử nó cũng sẽ khác. Nhờ không thấy nó quá ngọt, mà cái đậu xanh khi mà mình ngậm vào á, mình nhấp nhấp cái lưỡi thì nó tự tan luôn, không cần phải nhai. Cái đậu rất là mịn, độ ngọt thì vừa phải, thơm mùi đậu xanh. Và có một chút hơi béo một tí là do có dầu ăn ở trong đó nữa. Cảm ơn chị Hiền Minh. Và Nhật cũng hy vọng rằng đây là một cái món mà quý vị khán giả có thể nấu cho gia đình mình trong dịp Tết này. Bởi vì ngoài cái việc mà dâng cúng cho ông bà tổ tiên để thể hiện cái lòng thành kính thì sau đó mình có thể để được rất là nhiều ngày. Lúc nào chị đến đây cũng mang đến một cái điều mới lạ cho vui sống mỗi ngày và gian bếp của chúng ta trở nên vui hơn và ấm cúng hơn khi mà có mặt của chị. Hy vọng còn gặp lại chị nữa. Hy vọng là chị sẽ chia sẻ được nhiều cho chương trình cũng như là các bạn. Dạ. Quý vị khán giả thân mến, trong những ngày Tết hoặc những ngày gần Tết, chỉ cần một dĩa chè kho bên cạnh một ấm trà nóng cùng với những câu chuyện với những người thân yêu của mình thì quả thật là một khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời. Bây giờ hy vọng rằng ngoài việc đó là một món ăn thì cũng mang đến cho quý vị những câu chuyện vui khác nữa. Chúc quý vị thành công với món chè kho và luôn hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.